Thưa quý vị, Ngũ Hành Sơn, mảnh đất địa linh chân kiệt với năm ngọn núi của danh thắng Ngũ Hành sừng sững giữa lòng thành phố, nơi ghi dấu biết bao chiến công oanh liệt của quân và dân Đà Nẵng nói chung và Ngũ Hành Sơn nói riêng. Qua các thời kỳ kháng chiến, 25 năm kể từ khi chia tách địa giới hành chính, cùng với sự phát triển của thành phố, Ngũ Hành Sơn với khát vọng vươn lên đang đổi thay từng ngày trở thành đơn vị hành chính loại 1, khoác lên mình chiếc áo đô thị hiện đại, văn minh, đáng sống. Phóng sự được thực hiện nhân kỷ niệm 25 năm ngày thành lập quận Ngũ Hành Sơn, 23 tháng 1 năm 1997, 23 tháng 1 năm 2022. Ngũ Hành Sơn, thời điểm năm 1997. Biết bao thách thức của quá trình chuyển từ xã sang phường, từ nông thôn lên thành thị. Cơ sở hạ tầng còn nhiều thiếu thốn. Hệ thống giao thông chưa hoàn chỉnh. Nông nghiệp chiếm tỷ trọng phần lớn trong GDP của quận. Sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp thì nhỏ lẻ. Hoạt động dịch vụ, du lịch, thương mại chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế vốn có. Đời sống người dân còn gặp nhiều khó khăn. Trong đó hơn 8% thuộc diện nghèo khó. Số lao động không đủ việc làm thường xuyên và chưa có việc làm còn nhiều. Thì cái cơ sở hạ tầng quận Ngũ Hành Sơn á, thì lúc bây giờ có thể nói là nằm trong cái nhóm có thể gọi là thấp nhất đối với một cái thành phố. 25 năm xây dựng và phát triển, quận Ngũ Hành Sơn đã thể hiện được khát vọng vươn lên của một quận trẻ năng động, giàu sức sáng tạo với những đổi thay diệu kỳ. Kinh tế của quận luôn tăng trưởng ổn định, chuyển dịch đúng định hướng dịch vụ, công nghiệp, nông nghiệp, chiếm tỷ trọng 81,89% vào năm 2021. Tổng thu ngân sách nhà nước tăng bình quân 12,43% một năm trong giai đoạn 2015-2020. Kết cấu hạ tầng đô thị ngày càng được định hình rõ nét với nhiều dự án hạ tầng động lực quan trọng, trở thành điểm kết nối quan trọng giữa Đà Nẵng và Hội An, góp phần mang lại diện mạo mới cho khu vực phía nam thành phố. Lễ hội truyền thống Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, là điểm đến không thể thiếu của du khách trong nước và quốc tế. Một đổi mới kỳ diệu của quận Ngũ Hành Sơn. Trước hết phải nói là cái đời sống vật chất tinh thần của người dân được nâng lên đáng kể. Học sinh đến trường cơ bản là đảm bảo trường lớp để học. Bên cạnh đó thì cơ sở hạ tầng đô thị phát triển một cách vượt bậc, khớp nối toàn diện các đô thị lớn của thành phố và quận Nam. Các đô thị lớn mọc lên tạo một động lực lớn cho quận Ngũ Hành Sơn phát triển, để chúng ta từng bước được hình thành khu đô thị của phía đông nam của thành phố. Bức tranh toàn cảnh về sự đổi thay của Ngũ Hành Sơn hôm nay chính là sự cộng hòa các nhân tố với vai trò lãnh đạo toàn diện, sâu sắc của Đảng, là sự tiếp nối truyền thống vẻ vang của mảnh đất Ngũ Hành Sơn anh hùng, là sự tri ân đối với công lao của lớp lớp cha anh đi trước, sự kế thừa và trân trọng những giá trị đóng góp của một tập thể lãnh đạo luôn kiên định mục tiêu xây dựng và phát triển quận Ngũ Hành Sơn ngày càng văn minh, hiện đại. Phát huy những kết quả đã đạt được trong 25 năm qua, trong thời gian đến thì quận ủy Ngũ Hành Sơn sẽ tiếp tục tập trung cho công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đặc biệt là sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân của toàn quận. Bởi đây chính là yếu tố tiên quyết, quan trọng hàng đầu để quyết định mọi thành công. 25 năm đã đi qua, ghi dấu biết bao nỗ lực đầy vinh quang và thách thức của đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong quận. Dẫu biết chặng đường sắp tới sẽ còn nhiều khó khăn và thử thách, song với sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị, hy vọng quận Ngũ Hành Sơn không ngừng phát huy truyền thống vốn có, bứt phá đi lên, hoàn thiện về mọi mặt để tiếp tục xây dựng một đô thị văn minh, hiện đại, là điểm nhấn quan trọng trong không gian đô thị của thành phố Đà Nẵng anh hùng, thành phố môi trường và đáng sống.